Xin chào anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh của xe Hyundai. Kênh của em thì chuyên cập nhật về giá xe của dòng xe Hyundai bên em, gồm có giá xe và chi phí lăn bánh từng khu vực tỉnh cũng như là khu vực Hà Nội. Thì nếu nào lần đầu tiên anh chị xem video của em thì xin anh chị hãy để lại cho em một lượt like, một lượt đăng ký kênh để mỗi khi kênh của em ra video mới thì anh chị đều là người biết đến đầu tiên. Thì ngày hôm nay sau một quá trình bán hàng của tháng 10, đạt doanh thu của toàn hãng là 10.000 xe trong tháng 10 mọi người nhá. Bởi vì cái tháng đấy mình thấy là cái chương trình khuyến mại của hãng cũng như là giá xe nó thực sự đã xuống chạm đáy rồi. Thì bây giờ là sang tháng 11 thì cũng có rất nhiều anh chị xem video của em từ tháng 10 có gọi điện hỏi xem là còn giá đó hay không. Đó, và thật sự là khoảng đầu tháng vừa rồi là em khá là bận rộn. Đó là nên chưa làm được video gửi mọi người cái báo giá mới. Bước qua tháng 11 thì hãng đã gần như là cắt hết tất cả các chương trình khuyến mại của tất cả các dòng xe bán chạy, gồm có Accent này, Santa Fe. Đó, còn giữ lại một số xe ví dụ như là Elantra, i10 thôi, Kona, thì những cái xe mẫu mới. Thì hôm nay em muốn gửi mọi người cái báo giá chi tiết của cái dòng xe Hyundai Accent đối với từng khu vực tỉnh cũng như Hà Nội của 4 mẫu xe. Accent nó có 4 mẫu đó, 2 mẫu số tự động và 2 mẫu số sàn. Thì thật sự là hôm nay thì em phải làm ngay một cái báo giá chi tiết ra đây. Đó, thì đến đâu thì em sẽ gửi mọi người. Thì đây, trước tiên chúng ta sẽ vào cái bản MT Bay này đi. Cái bản này thì thật sự là bên em vẫn có chương trình khuyến mại về giá cũng như là những cái phụ kiện đi kèm theo xe. Thì mức giá của con xe bản thấp nhất này, số sàn mọi người nhá, thì ở khu vực Hà Nội nó vào giá xe, em nói giá xe trước nhá. Con này giá xe của em đang bán là 406 triệu, còn ra lọc cho mọi người. Đó, ra lọc nhiều luôn. Thì ở khu vực Hà Nội lăn bánh thì chúng ta sẽ mất thêm khoảng độ 48 triệu nữa. Tất cả báo giá ngày hôm nay em sẽ tính theo phương án đó là được giảm thuế trước bạ mọi người nhá. Đó, tính theo phương án giảm thuế trước bạ tức là từ 12% xuống 10, xuống 6% đối với Hà Nội đấy. Tỉnh là từ 10 xuống 5%. Nhưng anh chị phải lưu ý là có một số tỉnh là thuế trước bạ của nó vẫn là 12%, ví dụ như Cao Bằng, rồi Quảng Ninh, rồi Hải Phòng đó. Hôm nay thì trời nó hơi nắng thì em sẽ vào nhanh cái chi tiết báo giá. Đối với bản Bay này hiện tại bên em đang bán giá xe là 406 triệu. Đó, lăn bánh từ khu vực Hà Nội chúng ta cộng thêm là 48 triệu nữa thì nó vào là 454 triệu. Đó, ở tỉnh thì chúng ta cộng thêm khoảng độ 25 triệu. Thì giá lăn bánh nó là 431 triệu mọi người nhá. Đó, cho một chiếc xe bản Bay, xe này thì mọi người mua về chủ yếu là chúng ta sẽ chạy dịch vụ thôi. Còn gia đình thì mình nghĩ là nó hơi thiếu, từ tất cả những trang bị option đến túi khí cũng rất là thiếu. Đó, tiếp theo thì chúng ta sẽ sang bản một bản số sàn cao cấp hơn của bản Bay, đó là Accent MT bản đủ. Bản đủ này thì chúng ta có trang bị nội ngoại thất cũng như là option nó giống mấy cái bản AT thường. Đó, thì em sẽ báo giá luôn. Cái bản này hiện tại giá xe đó là 475 triệu, 475 triệu mọi người nhá, còn ra lọc cho mọi người. Riêng những bản MT là bên em còn ra lọc. Đó, thì với giá xe 475 triệu thì lăn bánh tại khu vực Hà Nội chúng ta sẽ mất thêm 51 triệu chi phí đăng ký nữa. Đó, và lăn bánh con này ở Hà Nội đó là 521 triệu. Ở tỉnh thì chúng ta phải mất 28 triệu chi phí đăng ký, ở tỉnh luôn rẻ hơn. Thì giá lăn bánh tại tỉnh là 503 triệu mọi người nhá. Rồi, bước sang đến dòng AT đi, AT thường mọi người nhá. Trang bị option giống hệt MT. Đó, đèn hỗ trợ vờ cua, rồi nét định vị ban ngày, la răng R15. Ghế thì là ghế lỉ thôi. Đó, thì giá xe bản AT bọn em đang bán là 500 triệu, 500 tròn mọi người nhá. Tháng trước là rẻ nhất là vào đợt 467. Đó, lúc đấy em chốt được rất nhiều xe cho các bác. Thì thôi, ai nhanh nhẹn thì chốt được giá tốt thôi. Bây giờ hãng cắt hết khuyến mại rồi là xe, giá xe đúng ra con này là 505. Hiện tại bên em đang hỗ trợ 5 triệu là còn 500. Lăn bánh tại khu vực Hà Nội đó là 552 triệu mọi người nhá, khu vực Hà Nội. Bởi vì tiền biển Hà Nội đã 20 triệu rồi, thuế 12% nếu giảm là còn 6%. Thì tỉnh thì sẽ rẻ hơn, tỉnh lăn bánh là 529 triệu mọi người nhá. Đó, ở tỉnh là chúng ta lợi hơn về cái khoản đó, tiền biển này, tiền biển Hà Nội 20 triệu, tỉnh thì cùng nắm là 2 triệu thôi. Đó, đây, còn bản cuối cùng là bản cao cấp nhất, bản Accent đặc biệt. Hai bản số tự động thì luôn luôn là bán chạy nhất mọi người nhá. Bản đặc biệt thì giá niêm yết của nhà máy đó là 545, như tháng này bọn em bán là 540 triệu mọi người ạ. Cũng biết là mọi người không chốt được xe trong tháng 10 cũng rất tiếc, thì hãng bên em cũng có hỗ trợ một chút. Đấy là hỗ trợ mọi người.
Còn sắp tới nếu có chương trình giá tốt hơn thì em sẽ báo đến mọi người, và mọi người nhớ là phải subscribe, đăng ký kênh để mỗi khi có video mới thì mọi người đều là người biết đến đầu tiên. Thì em sẽ báo giá luôn cái dòng Accent bản đặc biệt cao nhất này. Xe 6 túi khí, ghế da, cửa sổ trời, điều hòa tự động. La răng to hơn nha mọi người nhé. La răng con này là R16. Bản thường mới MT là R15 thôi. Thì giá xe là em đang bán là 540 triệu. Lăn bánh tại khu vực Hà Nội là 594 mọi người nhá. 594 triệu, ở tỉnh là 571 triệu. Đó là cũng chênh nhau khoảng độ 23 triệu rồi đấy. Thì giá xe vừa rồi thì là em tính theo phương án thứ nhất là giảm 50% thuế và chưa bao gồm chi phí đó là dịch vụ đăng ký đăng kiểm này. Thứ hai là bảo hiểm thân vỏ mọi người nhá. Thì đối với mọi người nếu đang có nhu cầu thì cứ comment hoặc là kết bạn theo số Zalo của em là 0983 028 836. Thì em sẽ gửi đến mọi người cái báo giá chi tiết đến tận khu vực của bác ở. Đó, và các bác muốn xe lắp thêm cái gì, muốn thêm bảo hiểm thân vỏ như nào thì em sẽ báo chi tiết qua Zalo. Đó. Thì mong các bác là xem video thì để lại cho em một lượt like để em có động lực ra thêm nhiều video mới. Thật sự là trong tháng thì giá cả nhiều khi nó có thay đổi, như tháng 10 vừa rồi ấy là ngày 28 là đã thay đổi giá rồi. Đó, thì những bác mà xem video của em ngày 28, hôm đấy em cũng chốt được độ 4-5 xe ngày 28 cho các bác. Thì nhớ là đăng ký kênh để mỗi khi có chương trình mới thì mọi người đều là biết tới đầu tiên. Và em là Hiếu, tư vấn bán hàng tại Hyundai Thành Công Đông Anh. Thành Công Đông Anh mọi người nhá. Ở trên khu vực Việt Nam mình ấy chỉ có 4 đại lý của Thành Công thôi. Bên em là đại lý đầu tiên, Hyundai Thành Công Đông Anh. Rồi xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.